Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa mắt nhìn cuộc đời Canada, kính thưa ân nhân tài trợ ông Harvey Kinner, hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, được biết cụ bà Nguyễn Thị Sen 83 tuổi và sống với một người con Nguyễn Văn Cường 47 tuổi, bà thì bệnh tai biến, đi lại rất là khó khăn, thì và ở một cái căn nhà thật là khó khăn như vậy. À, đây là anh Nguyễn Văn Cường là con của bà, là cũng bệnh luôn. Anh bệnh gì anh? Vậy thì chỉ sống chung với mẹ già, một người bệnh và một người thì bệnh tật cũng khờ khạo, nói năng không được, tật nguyền đó. Cũng kính mong cả nhà xem qua được biết những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy, để cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã nhận được nhiều sự hỗ trợ quan tâm của quý nhà hảo tâm, để mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đi trao cận nơi đến cận nhà những bệnh hoạn, những bệnh tật khó khăn như vậy, những hoàn cảnh thật là khổ như vậy. Kính thưa cả nhà, hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đi đến và trao cận tay những bệnh tật gia đình khó khăn, thật là nghèo khổ, thì một mẹ và một con thì rất là những hoàn cảnh rất là bi đát. Thì hôm nay kính mong cả nhà và quý nhà hảo tâm mạnh thường quân để chung tay góp sức cho mắt hơn nhìn cuộc đời Bến Tre có được nhiều kinh phí để đi trao tận nơi, tận những người bệnh nhân đặc biệt khó khăn như vậy nhiều hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật.